Dạ rồi em xin kính chào tất cả cô chú anh chị du Hoa Lan trên toàn quốc nha. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2020. Thì cũng nhân dịp cuối năm 2020 thì cô chú kính chúc cho cô chú anh chị mình bước sang năm mới có một năm tràn đầy năng lượng và dồi dào sức khỏe và làm ăn gặp nhiều thuận lợi nha. Thì hôm nay là cái năng lượng vũ thái của em cũng lại về một số ít mặt hàng rừng để gửi đến cô chú anh chị mình sưu tầm nha, để em đi chi tiết tình hình cho cả nhà mình dễ sưu tầm này. Thì cũng như nhiều ý kiến của các cô chú thì nên phân những loại combo cho những cô chú nào mới tập chơi, nhiều loại đi về ghép. Thì hôm nay em có hai hình combo, thì mỗi hình nó là gồm 8 loại lan. Em có hình số 1, số 2 là hai hình combo, mỗi hình là 8 loại. Thì bây giờ em đi vào hình số 1 này. Hình số 1 là em để 180k gồm 8 loại lan này. Thì em đi chi tiết theo từng loại. Đây là hạt vĩ nha cả nhà nha. Hạt vĩ thì mùa này nó xuống lá thì nó cậu nó vậy, cho nó không phải là nó chết đâu nha. Về cả nhà mình cứ cái trồng vậy, nó xuống lá thì nó sẽ, đây là một khóm hạt vĩ này vô được quy một về to luôn nha. Quy một chậu rồi một. Thứ hai là dáng hương tam màu sắc này, gồm có 7 8 cây vậy đó. Thứ ba là kiều này. Nói chung mỗi phần thì em phân cho mình vô được một chậu hơn một chậu nha nha. Là kiều kiều này. Loại thứ ba. Thứ tư là sóc này. Sóc tím được mình thuận cả nhà. Là 4 này. Thứ năm là hoàng lạp này. Thứ sáu là vẫy rồng này. Em phân mỗi loại là rất là nhiều nha các nhà nha. Đó là thứ sáu nha, vẫy rồng. Thứ bảy này. Thứ bảy là có cả hải yến, mấy cây hải yến lại mấy cây vanda, em bỏ chung lại cho hai nhà mình về ghép cho đủ chậu luôn. Sáu bảy cây gì đó. Rồi thứ tám là cẩm báo này. Em có mấy cây cẩm báo giống nhỏ về cho cả nhà mình sưu tầm này. 5 6 cây gì đó. Đó là hình số 1 nha, gồm 8 loại. Rồi qua hình số 2 cũng tương tự như cả nhà nha, em nói chung em phân đều hết rồi, cũng 8 loại đó. Cũng cẩm báo này, hải yến, vẫy rồng, hoàng lạp, sóc, kiều, tam màu sắc. Tam màu sắc là 7 8 cây này nha, rồi hạt vĩ, đó, 8 loại đó. Thì tính 8 loại này cân lên cũng đó. Tầm 2 kg nha cả nhà nha. Thì em chỉ để giá 180k, em còn bao ship nữa. Còn 8 loại, đó là hình 1, hình 2 em có combo đó nha. Cho những cô chú nào mới tập chơi lan đó, mình về em tha hồ mình ghép, ghép nhiều giò nhiều chậu. Rồi thì giờ em qua hình số 3. Hình số 3 em có hạt vĩ này. Nguyên một đống hạt vĩ này. Hạt vĩ rừng cả nhà nha. Đó, cây thì nó xuống lá thì mình em khi nó ở đây nó còn lá xanh vậy, cho bây giờ em gửi tới cô chú mình có khả năng là nó bị úa lá vàng lá, nó xuống lá là không sao hết nha. Về cứ nhà mình cứ trồng này. Nó sao á, nó đóng thùng nó đi nó phải vàng một chỗ hai lá thôi. Rồi nguyên một đống ở hình số 3 để em để giá chỉ 120k bao ship nha. Còn hình số 4 vậy cũng hạt vĩ, hôm nay em có 3 đơn hạt vĩ. Cũng một đống như vậy, 120k bao ship. Rồi qua hình số 5 cũng hạt vĩ nha. Rồi, cũng 120k. Rồi qua hình số 6, số 7 em có hỏi hàng cam này. Em có 2 đống hỏi hàng cam. Em để giá 130 đóng, đóng nó còn mấy chục cây nha cả nhà nha. Cây đã đẹp lắm nha. Đó, những cây này. To nha cả nhà. Đó, rồi hình số 6 130k bao ship. Hình số 7 cũng vậy, cũng hóa hàng cam nha. 130k bao ship luôn. Rồi qua hình số 8. Hình số 8 cũng hóa hàng cam, em có hàng về này. Em để giá 150k bao ship. Đây, hàng về đây là hai cây này. Về này 3 cây này cả nhà này. Về mấy con à, hai giờ nha. Về đây thì 4-5 cây con nữa, một chi chích này. Cái mẹ nó bị lỗi ngọn là nó để 5-6 cây con này luôn, là về thứ ba. Về thứ tư là 3 cây nè. 2 cây bố mẹ 1 cây con. Đó. Về thứ năm. Về thứ 5 cây để 2 con dưới này, một cây con cây là rất to nha. Rồi về thứ sáu cũng 3 ngọn này. Cũng 2 cây. Rồi 6 giờ này em để giá 150k bao ship nha.
rất đẹp ngay sao gì rất đẹp cả nhà nha. Đó là hình số 8. Còn thì chính còn bụi chim là hỏi em để giá 100k 3 chim này. Bụi to này. Đó là hình số 9. Rồi hình số 10 11 làm có hai cái đơn vị đồng mỗi đơn là 120k 3 chim nha. Đây quy mùa về bự nè. Thêm một về nhỏ nữa nha. Rồi hai về này thì chỉ có 120k thôi. Vẫy rồng nha. Cái rồng bắt cũ rất to nha, lá. Đó. Rồi, hình số 10. Rồi 11 vậy, em cũng hai về. 120k 3 ship, em một về bán này. Rất to. Thì đang bán nữa nè. Rồi, hai về này thì 120k, rồi 11 vẫy rồng. 3 ship luôn. Rồi. Hoa 12, 13, 14, 15 em có hoàng thảo sắn nha cả nhà nha. Hoàng thảo sắn là hoa rất là đẹp nha. To mà đẹp kỳ nha. Cô chú anh chị chưa biết cái mặt hoa hoàng thảo sắn có thể search lên Google hoặc lên YouTube nha cả nhà nha. Thì nó sẽ hiển thị lên. Thì quy một đống này, 1 2 3 4 5 giờ, 6 giờ em có cái giờ bị làm đế giá chỉ 130k thôi. Bảo ship luôn. Rồi hắn thân rất mập rất to nha. Nó to kinh khủng. Đó là hình số 12 nha. Và hình 13 cũng vậy. Cũng 130k. Đây là hình 13 nha. Bao ship 1 2 3 4 5 6 7 7 8 về, 8 về. Còn tháo sáng nha. Loại này loại thân lùng nha cả nhà nha. Rồi 130k bao ship. Rồi qua số 9. Qua hình số 14 em xin lỗi. 14 cũng 130k bao ship. Rồi bên này còn 2 về này. Thân rất là to đó nha. Hai về này. Đó, hai về hồng thau sáng này chỉ 130k thôi. Rất là đẹp nha cả nhà nha. Và hình số 14 cho em xin lỗi. Rồi qua 15. 15 cũng hai về đây. Cũng hồng thau sáng nha. 130k. Ba ship luôn. Rất là đẹp nha. Rồi, tiếp tục từ 16 tới 21. Là em có kiều và kiều, xin lỗi, kiều mỡ gà nha cả nhà nha. Em muốn phân biệt cái kiều mỡ gà với là cái kiều vàng á thì cũng rất là giá cái lá thôi. Thì kiều thường cái kiều mỡ gà nó bóng hơn. Mà cái thân nó thường thường thân nó thân hơi vuông nha. Cái thân kiều mỡ gà nó hơi vuông hơn cả nhà nha. Còn cái thân kiều vàng nó tròn hơn nha. Còn kiều tím thì mình cái lá nó dày thì mình không nói mà. Kiều tím riêng kiều tím cái lá nó rất là dày. Còn đây kiều mỡ gà nha cả nhà nha. Đó là cái phân biệt khi em bây giờ nó thân đây này. Cái thân nó hơi vuông vuông nhìn cả nhà này. Đó, nó không phải là thân vuông chiều vuông đâu nha. Chiều vuông thì cái thân nó vuông thì mình nhìn nó rõ ràng hơn. Còn cái kia này nhìn nó hơi vuông thôi. Đó, thì một mỗi hình như vậy thì từ hình 16 đến 21 là em chỉ để giá 150k bao ship cho một mỗi hình là một đống gì vậy. Mấy cái lá này lá rồng đều nó bám trên rừng cả nhà nha. Cả nhà về thấm nước lao lại sạch sẽ liền. Nó bóng lại liền. Rồi hình 16 150k trong một đống kiều vàng kiều mỡ gà đó. Rồi mà 5-6 về vậy đó các nha. Rồi 17 cũng vậy nha. 17 có một đống này 150k. Thì một đống luôn, quá trời luôn. Hàng rất là đẹp nha. 18 này cũng vậy nha cả nhà nha. Đó, có 150k. Rất là nhiều. Về cả nhà làm thao mà chết. 19 cũng 150k nha. Thì mới ra nha cả nhà. Đó. Lá rất là to rất là đẹp. Đó là 19 20 cũng vậy nha cả nhà. Nói chung là mình có 7 hình kiều mở ra. 150k mới 150k bao ship. Đây là 21 này. Rồi, đây là 22. Đây 22. 150k. Một đơn này quá nhiều rồi, bán 150k còn bao phía này quá rẻ nha cả nhà. Kiều hôm nay là rất là rẻ đó. Rồi thì đây mình có cái tủ rồng này, cả nhà mình có ai sưu tầm không thì rất là đẹp cả nhà nha. Đó. Rồng rất là to khủng luôn. Hai cái rồng xuống này nè, chấm lắc luôn nha. Nó cao 2 mét mấy, khoảng 3 mét nha cả nhà nha. Ui, tổ rồng đó. Này tổ này hay sao? Đây.
trong quay hoàn cảnh rất là đẹp. Nhìn cái chỗ này nhà nào cô chú anh chị nào mà rộng rãi sân vườn rộng rãi treo lên nhìn rất là đẹp những cái nhà nha. Cái này là hình 23 nha. Đó, của chú anh chị nào muốn siêu tầm cái tô rồng này thì em để giá chỉ 300k thôi, bao ship nữa. Tô rồng rất là nặng nha, nó gần 10kg cả 10kg đó, mà lại em mua cái thùng chắc to lắm, đóng tiền ship cũng hơi nặng cả nhà nha. Rồi, đó là hình 23. Nguyên một cái tô rồng đó. Rồng rất là đẹp. Nhìn cái rồng đó. Hai cái sừng trên y như con rồng luôn. Đây là hình 3 nha cả nhà. Còn hình 4 mình có cái giọt chiều khủng này, chiều tím miền Trung này. Nguyên một cái dề kiểu này mấy trăm thân luôn nha. Cái này nó không có giá, không bán giá thể nha, nó lột. Ngày xưa mấy mà rừng đi lột trên cây gì luôn. Thì em để vậy luôn. Em để gì em treo luôn. Để nó tự đang với nhau, nó tự sống luôn. Không cần có giá thể, em không còn giúp gỗ. Để nó đã chi chứ nó bán luôn. Còn xe luôn cả nhà nha. Cái dề kiểu này nằm mấy trăm thân. Mới gần thì nó không có thấy hết được. Đi ngược ở đây. Đây thì tối quá. Đó. Rất là đẹp. Quy một về chiều kiếm khủng luôn. Không cần giá thể. Này em vừa mới kết hoa, em làm cái dấu lên kết hoa. Nay bữa nay kết hoa chiều kiếm là kết hoa được rồi. Còn chiều vàng thì phải chờ một chờ tới cuối tháng này nha. Cuối tháng âm lịch thì mình kết được. Cuối tháng 11. Dây này rất là to, rất là đẹp nha. Mấy trăm tầng luôn. Không cần biết giá thể gì hết. Để từ bồ đề nó đang nhau là sống luôn. Cô chú chị nào muốn sưu tầm cái giò kiều tím này thì liên hệ với em nha. Giá cả em sẽ báo sau. Giò này nó rất là đẹp. Tầm được mấy trăm tầng. Rồi thì hôm nay em có bao nhiêu hình đó thì cô chú anh chị nào mà có nghĩ được hình nào thì alo cho em, số điện thoại em có để trong tiêu đề đó. Rồi cũng nhân dịp cuối năm mà chuẩn bị bước sang năm mới thì một lần nữa thì kính chúc cho cô chú anh chị mình có một năm mới tràn đầy năng lượng và dồi dào sức khỏe nha. Làm ăn thì luôn luôn gặp nhiều may mắn và thành công nha. Rồi em chào tạm biệt ạ.